Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin kính gửi đến quý vị một cái video về quy trình thi công ép cọc bê tông cốt thép tại một cái biệt thự đơn lập nằm ở đường D19, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9. Thì xa xa quý vị có thấy là những cái chung cư cao tầng. Đó là chung cư của Skyline thuộc phường Phú Hữu. Phía bên sau công trình đó là đường Bình Đa 2. Công trình này thì nằm gần cái vòng xoay của Liên Phường. Liên Phường giao với Bình Đa 2. Khu này thì đất còn trống khá là nhiều. Cũng có các công trình đang tiến hành thi công xây cái bó móng. Phía trước công trình đó là hướng ra chung cư của Merita. Khu này thì chung cư được xây dựng lên khá là nhiều, nhà dân cũng còn thưa thớt. Thì tại công trình chúng ta sẽ dùng tải bằng sắt để thi công ép cái cọc bê tông cốt thép. Thì trước khi thi công thì chúng ta sẽ tiến hành quy trình ép thử để chúng ta xác định được cái chiều sâu của cọc tại công trình. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành ép đại trà luôn, bởi vì những cái nhà phố như thế này thì chúng ta cũng không có cái kinh phí để chúng ta tiến hành những cái khoan để dắt giống như cái nhà cao tầng. Vì thế chúng ta sẽ tiến hành ép thử khoảng 2 tim cọc, mà phía trước một tim và phía sau công trình một tim, để chúng ta xác định được cái độ sâu của cọc, rồi chúng ta tiến hành sẽ gọi cọc đại trà về công trình. Thì những công trình đã tiến hành ép cọc trước giống như bên chỗ kia thì sẽ theo khảo sát thì chúng tôi có nhận thông tin thì bên đó ép sâu khoảng 15m, ép sâu được 15m. Thì khoảng cách từ đó tới vị trí công trình thì không xa, nên sự chênh lệch về độ sâu cũng không lớn. Nhưng mà chúng ta cũng tiến hành ép thử trước để chúng ta xác định được chính xác cái vị trí, cái độ sâu của cọc. Chúng ta sẽ dùng 3 đoạn cọc 6m, 2 đoạn 6 và 1 đoạn 5, là tổng là 17m để chúng ta tiến hành ép thử. Thì trước khi thi công những ép cọc này thì chúng tôi cũng có định vị những cái vị trí của các tim cọc tại công trình bằng các đoạn thép đóng thẳng xuống dưới đất rồi lấy sơn xịt lên trên để chúng ta đánh dấu những vị trí thi công, khi đội ép cọc tới thi công cho nó thật là chính xác, không bị sai lệch. Cái cọc bê tông thì chúng ta sẽ được chuyển từ nhà máy bằng xe container, xe tải thùng lớn để chúng ta chuyển tới công trình. Thì cọc này là cọc 25 vuông, mát 300, dùng 4 dây sắt D16 của Việt Nhật. Đây là đống cọc 25 vuông, gồm 3 cái loại là 4m, 5m và 6m. Thì cọc này chia hai loại là đoạn cọc thân và đoạn cọc mũi. Đoạn cọc mũi dùng để tiến hành xuyên thủng cái lớp đất bên trên và định hướng cho cái chiều sâu của, định hướng cho cây cọc xuyên xuống dưới đất. Thì đây là quá trình đang tiến hành thi công ép cọc thử để chúng ta xác định được cái chiều sâu của cọc ở tại công trình. Thì chúng ta sẽ tải mà công trình được tính toán chi tiết thì khoảng 70 tấn. 70 tấn thì đã có hệ số an toàn khá nhiều. Chúng ta dùng những cái tải bằng sắt. Tải bằng sắt thì kích thước là ngang 0.46, cao 0.33 và dài là 1m3, còn 42 cục tải. Thì 42 cục tải là tổng lên là 65 tấn. Thì sau khi ép cái đoạn cọc thứ 3 thì chúng ta sẽ tiến hành chắc toàn bộ cái tải lên trên để cho ép cọc được đạt tải tối đa. Đây đang tiến hành ép cọc cái đoạn cọc thứ 2. Thì chúng ta sẽ ép cái cọc này, cọc thử này là tổng là 17m. Bởi vì phía sau như nãy tôi đã nói thì
khảo sát đất này thì ép chỉ khoảng 15 mét là được rồi. Nhưng mà ập cọc thử thì chúng ta sẽ tiến hành ép khoảng 17 mét. Thì chúng ta xác định được cái chiều sâu của toàn bộ công trình này, chúng ta sẽ kêu cọc về hàng loạt. Em có một anh thợ đã tiến hành lấy búa gõ xung quanh những cái bảng mã bằng sắt để nó khỏi cái bê tông bám vào, và chúng ta sẽ tiến hành hàng nối giữa hai cái đầu cọc có cái bảng mã bằng sắt để cho chúng ta giữ cố định hai cái đầu cọc với nhau, để không khi trong quá trình ép nó không bị lệch nhau, khi chúng ép xuống nó không bị lệch và gây ra hiện tượng trượt cọc hay là gãy cọc. Rồi chúng ta đang thợ này là tiến hành hàng rất là chắc chắn, dùng bốn cái bát theo hình chữ V để chụp bốn cái góc, sau đó chúng ta sẽ tiến hành hàng nối lại. Rất là kỹ, rất là kỹ. Đây là đoạn cọc thứ ba của một cái tiêm cọc sau 17 mét. Ta tiến hành ép xuống những mét cuối cùng.